Hello, xin chào tất cả các anh chị em chú bác. Hôm nay mình xin giới thiệu một số những dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh ha. Coi như là các bạn nào là coi như thấy món nào vừa ý thì mình là alo cho mình ha. Số điện thoại của mình là 0936233025 ha. Rồi những mặt hàng này là toàn bộ là mình không bao ship nha. Coi như là ai lấy từ 3 món trở lên thì để mình coi lại ha, có thể bao ship không ha. Còn mấy cái lắc nhắc mấy cái nhỏ nhỏ là mình không có bao ship ha. Đó. Cái này là toàn bộ là hàng mới chưa sử dụng nha. Đó, cái nào ra cái đó ha. Và những cái mặt hàng này là những mặt hàng inox 304 ha. Đó. Coi như các anh chị em nào là thích cái món nào thì alo cho mình đó. Giờ bây giờ mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Đây là trước hết mình giới thiệu là cái ổ cắm ba lỗ ha. Đây là hai bên hông, đằng trước. Cái này là 80.000 một cái ha. Đó. Cái này ổ tắm coi như là keo đúc nha. Đó. Đập không có gì ha. Cái này là 80.000 cái, ai mua hai cái là 150 ha. Đó. Số lượng là coi như không còn bao nhiêu, ở chừng chục cái thôi. Đó, 80.000 một cái ha. 80 là hai cái 150 ha. Rồi, đây là cái cây dao chiếc cành. Cái này nó cũng là thuộc cái hãng của Siki nè. Đó, cái này mình bán nhiều rồi ha. Dao chiếc cành đây nó có hai cái nắp để mình gọt cái cây ha, cây lớn cây nhỏ ha. Còn cái này để mình gọt cây nha, rất là bén nha. Cái này mình bán là năm ngoái tới giờ chắc cũng mấy chục cây rồi nha. Cái này là 120.000 một cây ha. Đó, 120.000, rất là bén, nó nằm trong bọc vậy ha. Rồi, 120.000 một cây dao chiếc cành. Tiếp theo là cái kéo cắt cành ha. Cái này là inox luôn. Đó. Rất là êm tay ha. Lò xo nó nằm trong này ha. Đây là mình có kèm theo một cái lò xo. Đó, kèm theo cái lò xo. Cái này là cái cần khóa ha. Đó. Cắt rất là êm tay. Cái này là 200.000 một cây ha. 200.000 cây. Đó, cái này cũng không còn bao nhiêu, còn cỡ chừng 4-5 cây thôi. Đó. Nó là nằm trong hộp vậy ha. 200.000 cây. Rồi tiếp theo là một cây dao. Dao chặt xương của Siki ha. Đó, Martin da băng đàng hoàng ha. Dao này là nó nặng tới 1 kg nha. Đó. Dao nặng 1 kg ha. Cái độ dày của cái lưng này là 5 ly ha. 5 tới 6 ly. Còn cái bản của nó là 1 tấc. Cái lưỡi của nó là dài 190 mm ha. Tức là 1 tấc 9 nó gần 2 tấc ha. Đó. Rất là nặng nha. Cái này là mình chỉ dỡ lên là chặt xuống thôi, chặt nhẹ thôi chứ khỏi cần gia sức vì nó có cái độ nặng nè. Cây này thì 300.000 một cây ha. Siki nè, hàng chất lượng đàng hoàng đó, 300.000 một cây. Cái này nó có mấy loại nha. Có loại nó nhỏ hơn, có loại là nó độ cái lưỡi dao có 1 tấc 7 thôi. Đó, các bạn mua thì các bạn là chú ý ha, có loại có tấc 7 thôi nha. Đó. Rồi, một cây của nó là 300.000 ha. Dao chặt xương, cái này là dao chặt xương khỏi tre ha. Cái này mình lúc trước một năm trước mình cũng có bán qua rồi, nó hết hàng bây giờ có lại ha.
Đó, sứt kỳ da băng 300 ngàn một cây. Rồi tiếp theo mình giới thiệu qua cái vòi sen. Vòi sen này là 200 ngàn ha. 200 ngàn một cái ha. Đó, vòi sen này là mình hiện tại là mình đang xài nha. Đó, 200 ngàn. Cái vòi sen không 200 ngàn. Đó, nó có mấy loại ha. Còn cái này toàn bộ là inox nha các bạn. Đó, cái này thì là 250 ha. Cái bông cúc, cái dạng bông cúc nó có chỉnh nè. Đó. Nó có hai cấp độ chỉnh. Xòe hoặc là cái gì ha. Để giữa là nó bình thường. Cái này là 250 ngàn. Đó. Cái này độ dày của nó nè. Cái này là cái nhựa nhựa gì nè. Rất là bền, chịu được nóng ha. Rồi cây này là 250. Cái vòi sen không. Rồi đây là một cái bộ vòi xịt. Đó, một bộ của nó ha. Nó gồm có cái giác đỡ nè. Nó gồm có một sợi dây 1m2 với lại cái quan. Đây là bắt vô tường ha. Đó, đây là cái vòi xịt. Một bên là vô cái bồn cầu của mình, cái bồn chứa nước của cái bồn cầu ha. Đó, cái quan này là quan khóa. Đó, khi mà mình khóa lại là mình sửa cái gì cũng tiện ha. Đó, cái này là 300 ngàn một bộ nha. 300 ngàn một bộ. Nó gồm mấy vòi xịt, cái giá đỡ đó. Rồi cái dây dây với lại cái chữ T ha. Ngã ba đây, chữ T. Đó, là 300 ngàn ha. Rồi tiếp theo đây là một cái vòi nước. Vòi nước là ngắn nè. Đó. Nó có cái ống cho mình nè. Coi như là để mà nó có cái đầu cho mình là nối ống ra mình tưới cây tưới gì ha. Đó, cái này là vòi nước nó ngắn. Cái này là 100 ngàn một cái ha. 100 ngàn. Cái này bắt vô tường nha. Cái này nó có keo dán lại nha. Keo dán lại mình về mình lột ra. Đó, cái này là toàn bộ là inox 304 ha. Đó, cái này là 100 ngàn. Tiếp theo thì cái này là cái vòi nước dài. Đó, cái này là cái dài ha. Nó dài hơn cái kia. Đó, các bạn coi ha. Nó dài hơn ha. Đó, cái này nó dài. Nó cũng có cái đầu vòi để mình bắt kéo ống. Đó, khóa mở. Cái vòi dài là 130 ngàn ha. 130 ngàn cái. Rồi tiếp theo là một cái vòi. Cái này coi như là nó cũng là nhiều người nói là cái này là cụm sen. Đó, nó có cái đầu cho mình gắn cái vòi sen. Đó. Hoặc là mình gắn ngoài trời. Ha, gắn ngoài ngoài sân á. Đó, cái này là bắt vô nè. Bắt vô tường nè. Cái này là mình gắn cái ống mình kéo đi tưới cây nè. Còn cái đầu này là đầu xả nè. Đó. Cái đầu xả là nó cái van chỗ này ha. Đó, cái van xả. Còn cái van này chế độ này là nó nằm ở đây. Cái van dẫn đây ha. Đó, van dẫn. Đó, van dẫn là cái ở dưới này. Đó. Còn cái đầu này là đầu xả. Rồi, cái này là vòi hai đầu. Nó hai đầu á. Kêu bằng vòi hai đầu là 200 ngàn cái ha. 200 ngàn. Đó, các bạn coi cái nào vừa mình xài thì mình chốt hàng ha. Dạ, giờ dạo này cái hàng nó bắt đầu nó lên giá rồi. Hàng nó bên cái này toàn bộ hàng Trung Quốc nha. Inox 304 mình bảo hành, nếu mà không phải trả lại mình ha. Rồi, đây là một cái giá đỡ. Cái giá đỡ vòi sen ha. Đó, giá đỡ vòi sen. Đó, cái này là gạch gù. Gạch gù ha. Nè,
bẻ qua bẻ lại 360 độ luôn. Đó. Cái này là nó có cái lỗ cho mình bắt cái ốc vô tường hoặc là mình dán keo ha. Nó có cho mình một chai keo. Đó. Và một con ốc với một cái tắc kê. Đó cho mình bắt vô tường ha. Đó. Cái này là 120 ngàn một cái ha. 120 ngàn một cái. Cái này nó cũng khá nặng nha, không phải nhẹ đâu. Đó. SUS 304 ha. Rồi tiếp theo là một cái vòi lavabo, tức là vòi chậu rửa mặt. À, cái này là gạt cánh bướm ha. Đó, chậu rửa mặt ha. Cái mấy cái gen này là nó là phù hợp cho coi như là quốc tế nha. Coi như là mình xài quốc tế hay Việt Nam ở đâu nó cũng xài cái gen này ha. Nó làm chung hết nha. Đó, các bạn mua về là không có sợ. Trừ khi là những người xài mấy cái đồ là coi như là xưa lắm rồi. Nó mới là cái gen của 27. Còn cái này là gen đa số là gen 21 hết nha. Đó. Đây là cái 300 ngàn cái ha. Cái vòi này 300. Đó cánh bướm nha. Đó. Đây nó có một cái kiểu khác nữa nha. À, cái này là chữ A nè. A ha. Đó cái này là cái cần gạt nó khác. Còn cái cành gạt này là cành gạt cánh bướm ha. Cái này là cái cành gạt nó giống như cái tay thôi. Đều là 300 ngàn cái ha. Đó, hai cái. Cái A, cái B ha. Các bạn mua các bạn coi cho rõ cái A, cái B. Là 300 ngàn cái nha. Rồi tiếp theo là cái này là cái cũng là cái lavabo, chậu rửa mặt luôn. Cái này là cái dạng là cái mỏ thiên nga nha, cái mỏ thiên nga đó. Rất là đẹp luôn, rất là nặng đó, cũng gạt qua gạt lại ha. Cái này là 350 ngàn ha, đó, nó mắc hơn mấy kia là 5 ngàn đó, 350 ngàn mắc hơn mấy kia 50 chứ đó. Rất là đẹp luôn, nó cao hơn mấy kia. Đó. Cao hơn mình thò cái đầu vô giữa mặt cũng dễ, còn cái này thò đầu vô là nó đụng đầu liền đó. Cái này là 350 ha, vòi giữa mặt đó, chậu giữa mặt lavabo ha, cái vòi 350 ngàn. Rồi tiếp theo là cái dây vòi sen 1,5 m. Dây này 1,5 m ha. Đó, dây 1,5 m nha. Dây 1,5 m. Dây này là dạng dây lò xo nha. Nó kéo dạng được mà. Đó, dây này rất là bền. Nó nặng hơn cái loại này nha. Nó nặng hơn, cái này nó nhẹ. Đó, dây này là mình hiện tại đang xài ở nhà luôn. Đó. Cái này là 130 ngàn một sợi ha. 130 ngàn một sợi. Đó, dây lò xo. Cái này là kêu bằng dây vòi sen lò xo. Đó 130 ngàn. Còn cái này cũng là dây sen luôn. Cũng là 1,5 m luôn. Nhưng mà cái kiểu nó khác. À, cái kiểu này là kiểu hồi xưa tới giờ. Đó nó gồm có coi như là có giòn có đồ đầy đủ ở trong ha. Đó. Nó có hai cái nút rồi. Nó dặn ra nè. Đó. Có cái giòn ở trong này ha. Đó. Trước khi mình dặn vô là mình tháo cái nắp này ra. Đó người ta làm rất là đúng, đúng tiêu chuẩn nè. Cái này là hàng chính hãng hết ha. Cái này là nhiều người bán lắm. Các bạn là coi như mua chỉ có mua lầm thôi ha. Người bán không bao giờ lầm nha. Nó nhiều loại. Đó. Còn cái này là mình bảo hành là các bạn là coi như là inox 304 đó, mình bán rất nhiều rồi chứ không phải mới bán ha. Rồi cái này thì 120 đó.
Rồi loại này 120.000 một sợi ha. Còn cái này là 130.000 ha, nó mắc 10.000. Nó cũng có giòn đồ đầy đủ ha. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu về cái ống xả nè. Ống xả của Lavabo nè, chậu rửa mặt ha. Cái này là cái nút nhắn ha. Nhắn một cái là nó bung lên là cho xả nước nè. Mình ấn xuống này là coi như để chứa nước rửa mặt ha. Đó, cái này thì nó có hai cái van để mình dặn nè. Đó, dặn xéo nè. Đó, nó để chiều theo cái mức độ của cái vòi xả của mình, cái ống xả của mình. Đó, đây cũng vậy. Đó, đây là nó cũng có cái giòn. Đó, cao thấp là tùy mình ha. Đó, rút lên. Đó, cái này là 250.000 một bộ. Đây là có khi nó nghẹt động ở dưới đây ha, nó có cái nút xả ở đây nữa. Đó, đợt này mình lấy về cái này là còn hay hơn cái đợt trước ha. Đợt trước nó không có cái nút xả ở dưới này. Đó, đợt này nó có cái nút xả ha. Đó, cái này là 250.000 một bộ nha. 250.000 một bộ như vậy. Đó, ống xả, nút nhắn, ống xả Lavabo, chậu rửa mặt ha. 250.000. Đó, toàn bộ những mặt hàng này là toàn bộ hàng mới nha, chưa qua sử dụng nha. Đó, cái này là mình không có, mình bảo hành là inox 304 ha. Cái nào không phải là mình có thể đổi lại cho các bạn. Rồi tiếp theo là cái vòi cấp nước ha. Vòi cấp nước ở chỗ cái chậu rửa mặt nè, hoặc là ở toilet nè. Cái này là độ dài của nó là 5 tấc, tức là 50 cm ha. Đó, nó có hai cái đồ cho mình vặn luôn. Nó hai cái khóa ha. Đó, nó đem đây cũng vặn được. Đó, hai đầu luôn nha. Đó, nó có hai đầu cho mình vặn luôn. Đó. Cái này là 100.000 một sợi ha. Dây cấp nước. À, dây cấp nước 50 cm, 100.000 một sợi. Rồi. Đây là có một cái dây cấp nước là 40 cm. Cái này nó ngắn hơn là 85.000 một sợi ha. Đó. Dây cấp nước 40 cm 85.000. 50 cm là 100.000. Đó. Rồi, hai loại ha. Thì các bạn chọn nha. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu về mấy cái vòi rửa chén ha. Vòi rửa chén lạnh. Đó. Cái này là 250.000 cái ha. Cái này là nó bẻ được nha. Đó. Nó bẻ được. Xoay 360 độ luôn. Đó. Cái van nước đây. Bẻ qua bẻ lại ha. Đó. Cái này là 250.000. Cái này nó cao ha. Rồi có một loại là 200.000. Cái này nó cũng giống y hệt vậy luôn nhưng mà nó thấp hơn. Nó cũng xoay ha. Đó. Xoay cỡ nào cũng được. Đó. Nó thấp hơn ha. Loại này nó thấp hơn nè. Đó các bạn coi nè. Đó. Nó thấp hơn cỡ 10 cm. Đó. Cái nhà mình nếu mà không có không gian á, hẹp á, thì mình xài cái ngắn nè. Cái loại ngắn này. Đó, mình bây giờ mình hiện tại cũng đang xài cái loại ngắn nè. Còn cái loại cao này thì nó chiếm không gian. Đó, cái độ cao nó nhiều hơn. Ví dụ là coi như mình có cái kệ ở trên cái bồn rửa chén ở trên là cái kệ đựng chén. Đó, mình nó đụng. Đó, nó cao rồi nó đụng thì mình xài cái thấp. Đó, cái này nó ngắn thì nó thấp hơn là nó là 200.000 một cây. Còn cái cao là 250 ha. Đó. Rồi. Đây cũng là cái cao.
Nhưng mà cái này kiểu là kiểu vuông ha. Đó, nó giống y chang cái này. Một cái vuông và một cái là tròn. Đó. Đều là 250 ngàn cây. Chỉ có cái này là 200. Đó, cái ngắn là 200. Đó, cái dài là 250. Đó. Hai cái vòi, ba cái vòi giữa chén ha. Rồi tiếp theo là đây là cái vòi giữa chén nóng lạnh. Nóng lạnh ha. 450 ngàn. Đó. Gạt qua bên này là lạnh ha. Gạt qua bên này là nóng ha. Ở giữa là khóa. Đó. Trước khi mình gạt qua là mình để xuống, gạt qua. Đó, gạt lại. Đó, mình để đóng lại là như vậy là đóng. Đây nó gồm có hai sợi dây. Một sợi dây đỏ là nóng và một sợi dây lạnh là màu xanh. Đó, một bộ nó như vậy ha. 450 ngàn. Đó. Một bộ nó là 450 ngàn ha. 450 ngàn. Vòi chén nóng lạnh ha, 450 ngàn. Rồi tiếp theo đây là một cái vòi lavabo chậu dựa mặt nóng lạnh ha. Rồi nó cũng là một cái dây đỏ, một cái dây xanh, inox hết nha. Đó, dây bọc ở ngoài là inox hết ha. Đó, cái này nó cũng là bật lên vẽ qua vẽ lại, một bên nga nóng một bên lạnh ha. Đó, cái này rất là nặng nha. Cái này là 550 ngàn. Đó, lavabo nóng lạnh 550 ngàn ha. Đó, một bộ nó vậy là 550 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái cụm vòi sen. Cụm sen ha. Vòi sen nóng lạnh. Đó, một bên nóng một bên lạnh. Đó. Cái loại này là loại cao cấp chút. Hồi trước mình bán là cái nút này là rút lên ấn xuống à, có khi mình đang tắm là coi như tay nó có xà bông mình rút nó trơn ha, còn cái này là nó gạt qua gạt lại. Đó, rất là chất lượng, bên nóng bên này là lạnh. Đó, ở giữa là khóa ha. Đó, cái này là đợt này mình lấy cái này về là rất là hàng nó đẹp hơn. Đó, hồi trước mình cái kia là rút lên rút xuống, mình đang xài cái rút lên rút xuống nè, đó khi mình tắm cái nó trơn, cái tay khó rút. Đó, bây giờ mình nhập cái này nó hay hơn. Đó, bẻ qua bẻ lại inox 304. Đó, nó gồm có một cái giá đỡ vòi sen cho mình luôn. Đó, một bộ nó như vậy là 650 ngàn ha. 650 ngàn một bộ. Đó, vòi sen nóng lạnh, cụm sen chứ không phải vòi sen nha, cụm sen nóng lạnh 650 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái ti trượt ha, ti trượt. Đó, ti trượt. Cái này là cái ti trượt của vòi sen. Đó, cái này là mình ấn xuống đây, ấn đây là nó trượt lên trượt xuống. Tốc độ trượt của nó là lên tới 6 cm ha. Đó, trượt lên trượt xuống là 6 cm. Đây là nó gồm có cái ba cái ốc tắc kê và một cái khóa lục giác cho mình mở ha. Khóa lục giác cho mình mở cái này để mình bắt vô tường ha. Đó, để mình bắt vô tường. Đó, rồi một bộ này là 300 ngàn ha, 300 ngàn một cây vậy. Rồi clip bữa nay là mình giới thiệu những cái dụng cụ nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp ha. Tới đây là mình cũng tạm dừng, là coi như là các bạn nào là coi như là coi cái món nào vừa mình xài đó là mình alo ha, chốt hàng ha.
Rồi xin chào tất cả các bạn ha, các anh chị em và chú bác đã ủng hộ mình từ trước tới giờ. Xin tạm biệt.